Xin chào bạn, và với video của lần này thì chúng ta sẽ cùng phân tích phần tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ trong 8 dòng thư cuối của đoạn trích này nhé. Như các bạn đã thấy thì ở trong video lần trước với nội dung của 8 dòng thư đầu, 8 dòng thư giữa thì chúng ta cũng đã thấu hiểu được cái hoàn cảnh và tâm trạng của người chinh phụ rồi đúng nào? Vậy thì các bạn lưu ý giúp cô ấy, đó là ở trong đoạn trích 8 dòng thư cuối của đoạn tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ấy, thì các bạn lưu ý đó chính là ở trên màn hình của các bạn đây sẽ là một cái sơ đồ để các bạn có thể đưa ra những cái ý quan trọng nhất nếu như các bạn phân tích văn bản, và đặc biệt đó là các bạn phân tích 8 dòng thơ cuối này, được chưa nào? Vì vậy đây sẽ là nội dung mà nó sẽ rất là quan trọng, và các bạn có thể dựa vào cái nội dung của phần sơ đồ này và tài liệu mà cô đã mang đến cho các bạn ở trong nhóm VIP để chúng ta có thể phân tích, để chúng ta có thể làm rõ được tâm trạng của người chinh phụ ở trong 8 dòng thơ cuối này nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chú ý đến 8 dòng thơ trước khi mà chúng ta phân tích ý cụ thể của nó nhé. Lòng này gửi gió đông có tiện, nghìn vàng xin gửi đến non yên. Non yên dù chẳng tới miền, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, thiếp nhớ chàng đau đáu nào xong. Cảnh buồn người thiết tha lòng, cành cây sưng đượm tiếng trùng mưa phun. Vậy thì các bạn lưu ý giúp cô ở trong phần này ấy, đó là khi mà các bạn đọc thơ lên ấy, các bạn sẽ thấy nhá, nó khó khá là nhiều những cái sự trúc trắc. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì là hình ảnh thơ, bởi vì là từ ngữ của dòng thơ trên thì nó được tiếp nối với những cái ý, những cái hình ảnh, với những cái từ ngữ ở dòng thơ dưới, đúng nào? Ví dụ như là nghìn vàng xin gửi đến non yên, non yên dù chẳng tới miền chẳng hạn. Hoặc là nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời, trời thăm thẳm xa vời khôn thấu chẳng hạn, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy ở trong phần này nhé, ngoài những cái nội dung liên quan đến việc các bạn sẽ phân tích 8 dòng thơ cuối với ba cái luận điểm chính, đó chính là cái ước muốn của người chinh phụ, nỗi nhớ của người chinh phụ và cái mối quan hệ giữa ngoại cảnh và tâm cảnh, thì các bạn cần phải chỉ ra giúp cô một điều nữa, đó là các bạn sẽ chỉ ra được cái đặc sắc nghệ thuật khi mà dịch giả Đoàn Thị Điểm đã mang đến với chúng ta những cái ý thơ, những cái tâm trạng của người phụ nữ bằng những cái biện pháp nghệ thuật vô cùng tinh tế nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Đầu tiên sẽ là ước muốn của người chinh phụ, thì các bạn sẽ thấy này. Đầu tiên thì tác giả đã mang cái hình ảnh gió đông, và cái hình ảnh gió đông ở đây ấy, giống như là một người đưa tin đến non yên. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, gió đông ở đây ấy, trong dòng thơ lòng này gửi đến, lòng này gửi gió đông có tiện. Vậy thì theo các bạn, gió đông ở đây ấy, là một cái hình ảnh mà đang được sử dụng biện pháp tu từ gì nào? Biện pháp tu từ gì mà giúp cho sự vật sự việc trở nên gần gũi hơn, sinh động hơn và cũng có những cái hành động giống như con người nhỉ? Gió đông ở đây đang có một cái hành động giống như con người, giống như là người đưa tin đấy, đúng không? Ok, cảm ơn các bạn nhé. Ở đây chúng ta đang có cái gì nhỉ? Biện pháp nhân hóa, đúng nào? Đầu tiên ở trong cái đoạn thơ này thì tác giả đã sử dụng cái hình ảnh nhân hóa gió đông, giống như là một người đưa tin đến non yên. Và cái biện pháp tu từ nhân hóa như thế này ấy, thì đã nhấn mạnh với chúng ta cái nỗi lo lắng của người chinh phụ về người chồng của mình. Vì quá là nhớ thương chồng nên là người vợ thì đã xin hỏi ngọn gió rằng là có thể đưa tin cho chồng giúp cho mình hay không. Và thêm nữa đó là cái cách mà người phụ nữ ở đây ấy, nói với người đưa tin đặc biệt này ấy, cũng là một cái cách nói đầy đặc biệt, đúng nào? Các bạn sẽ thấy nhé, cái tin đặc biệt đó chính là cái tin về tình cảm, sự yêu thương, cái nỗi nhớ nhung của người chinh phụ dành cho người chồng ở nơi phương xa chinh chiến. Vậy thì các bạn sẽ thấy ở đây này, cái từ gió đông ấy là gợi tả cho chúng ta cái sự sum họp, cái sự đoàn viên. Còn cái từ non yên ở đây ấy, là muốn đưa đến cho chúng ta hình ảnh của đỉnh núi yên nhiên, nơi mà người chồng đang chinh chiến. Vậy thì rõ ràng này, ngoài cái tin được đưa đến non yên, một cái vùng hẻo lánh xa xôi, nơi mà người chồng đang xung pha trận mạc, đang nguy khốn vô cùng ấy, thì người vợ cũng muốn thế nào nhỉ?
cũng muốn, nếu như bây giờ mình đã gửi một cái nỗi nhớ nhung, gửi một cái niềm mong muốn được sum họp đoàn viên đó, thì cũng mong muốn được nhận lại một cái thông tin, một cái lời hồi đáp nào đó chứ, đúng nhở? Vậy thì các bạn sẽ thấy này, ở đây tác giả đã sử dụng với chúng ta thứ nhất đó là hình ảnh nhân hóa, và thứ hai đó là hình ảnh ước lệ non yên, thì đã mang đến với chúng ta cái câu hỏi tu từ. Và khi sử dụng câu hỏi tu từ mà không có lời hồi đáp như thế này, thì tác giả đã mở ra với người đọc một cái không gian rất là mênh mông. Và cái sự mênh mông của không gian ấy, nó sẽ không thể nào mà mênh mông bằng cái nỗi trống trải, cái nỗi cô đơn của sự khắc khoải nhớ nhung da diết trong tâm trạng của người chinh phụ được. Được chưa nào? Vậy thì các bạn sẽ nhấn mạnh ở trong cái dòng này nhá, đó là câu hỏi tu từ mà tác giả mở ra ấy, thì đã mang đến cho người đọc cái không gian mênh mông, từ đó gợi thêm nỗi nhớ, nỗi trống trải, nỗi cô đơn cho cảnh vật. Từ đó thì tác giả đã xoáy sâu với người đọc chúng ta cái sự nhớ nhung, cái sự khắc khoải da diết của người chinh phụ khi mà có chồng gia lính, đúng không nào? Vậy thì các bạn sẽ thấy này, bên cạnh cái ước muốn của người chinh phụ đó là gửi cái niềm nhớ thương, gửi cái niềm mong nhớ của mình đến với người chồng nơi chinh chiến phương xa ấy, thì tác giả cũng đã mang đến với chúng ta những cái ý thơ thể hiện nỗi nhớ của người chinh phụ, đúng không nào? Các bạn sẽ thấy này, non yên dù chẳng tới miền, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, thiếp nhớ chàng đau đáu nào xong. Vậy thì các bạn sẽ đưa ra được một cái ý mà các bạn có thể diễn tả nôm na ở trong phần này, đó là bây giờ tôi muốn gửi cái nỗi niềm của mình cho gió đông, thế nhưng kể cả gió đông không gửi nỗi niềm này đến với người chồng của tôi ấy, thì tôi vẫn có cái niềm mong nhớ đó. Cái niềm mong nhớ của tôi là thường trực, là đau đáu, là vô hình, nhưng mà nó vẫn sẽ luôn luôn lớn lao, đúng nào? Vậy thì các bạn nhấn mạnh ở trong phần này, cái nỗi nhớ đằng đẵng của người chinh phụ ấy, đã khiến cho nàng mòn mỏi, cuối cùng nó được nâng lên thành nỗi đau. Một nỗi đau vô hình được tác giả tạo nên cái hình hài của cái nỗi đau đớn đó qua bốn dòng thơ này. Đầu tiên, cái nỗi nhớ vời vợi đau đáu không gì có thể khỏa lấp nổi. Cùng với nỗi nhớ thương mong đợi thì cái từ đằng đẵng trong dòng thơ ấy đã mang đến cho chúng ta cái sự hình dung, gợi ra cho chúng ta cái sự triền miên ấy, đó là cái nỗi nhớ, cái niềm đau đớn, cái sự mong nhớ của người phụ nữ đối với người chồng của mình ấy, nó kéo dài đến vô tận, khiến cho tác giả phải đưa ra một cái sự hình dung, một cái sự so sánh ấy, đó là nỗi nhớ chàng thăm thẳm, đúng nào, nhớ tha chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Thì ở đây các bạn đang có một cái phép so sánh, đó là phép so sánh bằng. Với cái từ so sánh ở đây không phải là từ tựa, không phải là từ như, không phải là từ giống như, mà từ bằng luôn các bạn ạ. Đó là gì nhỉ? Thăm thẳm, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, ẩn sâu trong cái phép so sánh bằng này, các bạn sẽ có một sự nói quá. Cái nỗi cô đơn đó làm sao mà lên đến tận trời được? Thế nhưng cái sự so sánh, cái sự nói quá này đã nhấn mạnh với chúng ta được cái nỗi niềm, cái nỗi nhớ, cái sự đau đớn đến vô tận của người chinh phụ mà tác giả đang cảm nhận cái nỗi nhớ đó ở đây với cái khoảng không gian ấy, nó lên đến trời cao cơ, đúng nào? Vậy thì các bạn nhấn mạnh ở trong phần này đó là nỗi nhớ của người chinh phụ đằng đẵng mệt mài không thể nào nguôi ngoai được, và cái phép toán mà tác giả đang sử dụng ở đây ấy, đó chính là tác giả đo đếm cái nỗi cô đơn của người phụ nữ cao lên đến bằng trời, có nghĩa là gì nhỉ? Không thể nào mà đo đếm được. Chớ trêu thay, khoảng cách giữa nàng và chồng là một cái khoảng cách nó khó thể nào mà có thể chạm tới được. Sự khá xa cách này là sự xa cách đến nghìn trùng mây. Như vậy là ở trong phần này các bạn sẽ thấy này, tác giả không chỉ gợi cái nỗi nhớ vời vợi đau đáu không gì khỏa lấp, tác giả không chỉ gợi cái nỗi nhớ sâu dai dẳng triền miên, mà đồng thời thì cũng gợi ra cho chúng ta cái nỗi nhớ đó bằng việc đó là mở rộng cái không gian ra.
Trời thăm thẳm, trời xa khôn thấu, đúng nào? Trời thăm thẳm, xa vời khôn thấu. Nhưng đây sẽ không là một cái lời miêu tả về khung cảnh thiên nhiên đâu các bạn ạ. Trời thăm thẳm, xa vời khôn thấu không phải là một sự miêu tả thiên nhiên, không phải là một sự miêu tả về sự bao la khoáng đạt của bầu trời đâu, mà nó sẽ là một cái lời than thở, là một cái lời ai oán, thể hiện sự tuyệt vọng của người chinh phụ đấy. Bởi vì sao nhỉ? Sau nhiều ngày tháng mòn mỏi chờ đợi tin tức của người chồng nhưng mà vẫn bật vô âm tín đấy. Người chồng ở nơi phương xa không hề có một cái sự đáp lại, chim thước cũng không hề mách tin, và đến bây giờ thì cái nỗi nhớ của người vợ nó đã được chuyển hóa thành nỗi đau rồi. Và cái nỗi đau này được thể hiện một cách rất rõ nét qua cái cụm từ đó là đau đáu. Từ đau đáu này đã biểu lộ sắc thái tăng tiến và đồng thời là sự dồn nén của cảm xúc, từ nỗi xót xa, đắng cay trở thành một cái nỗi đau đớn dài bất tận trong lòng người chinh phụ, và không một khoảng cách thiên nhiên nào có thể diễn tả được cả. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, nếu như các bạn cần một cái ý thơ, các bạn cần một cái hình ảnh thơ nào đó để so sánh, để liên hệ, để các bạn có thể là nhấn mạnh cái nỗi đau đớn của nỗi nhớ, cái sự đau đớn của nỗi nhớ trong người chinh phụ ở đây ấy, thì các bạn có thể so sánh với tâm sự của Thúy Kiều ở trong truyện Kiều nhé. Đó là cái câu thơ mà các bạn đã rất quen thuộc rồi, ở trong đoạn trích Nỗi thương mình ấy: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu ấy, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì người chinh phụ cũng thấy xung quanh mình là một cái cảnh vật vô hồn, thê lương, giống như chính tâm trạng của mình lúc bấy giờ vậy. Đó chính là gì nhỉ? Cảnh buồn người thiết tha lòng, cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun. Thì đó chính là cái mối quan hệ giữa ngoại cảnh và tâm cảnh đấy các bạn. Chúng ta hay nói về việc đó là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không? Hoặc là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, hoặc là ôi cảnh cũng ưa người nhỉ chẳng hạn. Nó sẽ là những cái ý thơ mà giúp cho chúng ta có thể thấu hiểu được đó là cái bức tranh thiên nhiên ấy, cái bức tranh ngoại cảnh ấy, dường như cũng đang nhuốm màu tâm trạng của con người. Và cái mối quan hệ giữa ngoại cảnh và tâm cảnh ở đây đang là gì nhỉ? Cảnh và người gặp gỡ nhau ở nỗi buồn và niềm đau thương, đúng nào? Cảnh buồn thì người cũng thiết tha lòng, tâm trạng của con người đã nhuốm màu lên cảnh vật, cái nỗi sầu, cái nỗi bi thương đã nhuốm lên cảnh vật, khiến cho cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun, đúng nào? Cái mối quan hệ giữa con người và cảnh vật, cái mối quan hệ giữa ngoại cảnh và tâm cảnh ở đây ấy, chính là người vui thì tâm trạng đó cũng vui. À cô xin lỗi, cái tâm trạng vui của con người ấy, nó cũng sẽ nhuốm lên cảnh vật, khiến cho giống như tác giả Hồ Xuân Hương mang đến cho chúng ta cái ý thơ ấy: ôi cảnh cũng ưa người nhỉ, thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ, đúng nào? Tuy nhiên khung cảnh ở đây không phải là cảnh vui, mà là gì nhỉ? Con người đang buồn, và cái nỗi buồn đó của con người ấy, nó thấm đẫm vào tâm can, thế nên là nhìn cảnh vật chỗ nào cũng thấy sầu não, chỗ nào cũng thấy bi thương. Ở đây chúng ta có hai cái hình ảnh nữa, đó là cành cây sương đượm và chúng ta có cái hình ảnh mưa phun đấy. Thì đây chính là những cái hình ảnh ẩn dụ cho cái nỗi buồn, cái nỗi nhớ chất chứa trong lòng của người chinh phụ. Thêm nữa này, các bạn có một cái âm thanh. Dòng thơ cuối các bạn đang có hai cái hình ảnh và thêm nữa cái bức tranh ngoại cảnh đó còn có cả âm thanh nữa. Cành cây sương đượm và mưa phun là hình ảnh đúng nào? Tuy nhiên các bạn sẽ có thêm âm thanh ở trong phần này, đó là tiếng trùng mưa phun. Mưa phun ở đây là một cái khung cảnh của màn mưa nó dài dằng dặc, nó không có điểm dừng. Thế nhưng ngoài cái hình ảnh mà chúng ta có thể cảm nhận được thì chúng ta còn có thể cảm nhận được cả âm thanh nữa. Âm thanh ở đây chính là tiếng trùng, đó là những cái âm thanh không ngớt, đó là những cái âm thanh của sự héo mòn, âm thanh của cái nỗi lòng ấy, chất chứa không thể nào mà có thể diễn tả cho hết được, đúng nào? Vậy thì các bạn sẽ thấy này, ở trong cái dòng thơ này ấy, tác giả đã sử dụng với chúng ta cái sự điêu luyện trong thể thơ song thất lục bát, và phối hợp những cái hình ảnh ước lệ này,
những cái hình ảnh ẩn dụ này, và đặc biệt đó là sự thành công trong bút pháp miêu tả tâm lý của nhân vật. Bên cạnh cái sự tả cảnh ngộ tình ấy, thì tác giả cũng đã nhấn mạnh với chúng ta được những cái cung bậc cảm xúc của nhân vật trữ tình, và những cái cung bậc cảm xúc đó ấy, được miêu tả qua khung cảnh thiên nhiên, đúng nào? Từ đó các bạn sẽ thấy này, chúng ta không chỉ phân tích cái mối quan hệ giữa ngoại cảnh và tâm cảnh đâu, mà qua mối quan hệ đó các bạn hãy làm nhấn mạnh cái tâm trạng của người phụ nữ. Và đặc biệt ấy, đó là tâm trạng của nhân vật trữ tình ở đây ấy, được tác giả miêu tả một cách rất là tự nhiên. Và ngoài cái tâm trạng đó thì chúng ta hãy nhấn mạnh thêm cái mơ ước, cái khát vọng chính đáng của người phụ nữ về tình yêu, về hạnh phúc. Đó chính là ai sinh ra mà không mong muốn được hạnh phúc, ai sinh ra mà không muốn được hưởng một cái sự ấm êm trong gia đình của mình, đúng nào? Thế nhưng chính vì cái cuộc chiến tranh phi nghĩa ở trong cái thời đại phong kiến đó khiến cho những cái đôi vợ chồng trẻ đã không thể nào mà có được cái niềm vui nghi gia nghi thất. Vì vậy nên là qua những cái nỗi buồn, qua những cái nỗi đau đớn này thì tác giả cũng đã gợi lên cho chúng ta một cái niềm khao khát nữa của ai nhỉ? Của người chinh phụ, đúng nào? Đó chính là khao khát một cái hạnh phúc, một cái tình yêu lứa đôi thôi. Nhưng mà cái sự khao khát đó đã không thể nào trở thành hiện thực được. Thế thế nào? Vậy thì các bạn sẽ nhấn mạnh giúp cô ở trong phần này nhá. 8 dòng thơ cuối với những cái đặc sắc nghệ thuật, ví dụ như là biện pháp tu từ ẩn dụ này, phép điệp liên hoàn này, cách sử dụng từ láy, và thêm nữa đó là hình ảnh ước lệ, thủ pháp tả cảnh ngộ tình rất tiêu biểu ở trong thơ ca trung đại, và nghệ thuật miêu tả nội tâm rất là tinh tế của tác giả thì đã nhấn mạnh với chúng ta cái nỗi niềm, cái sự héo hon, cái sự sầu não thê lương của người phụ nữ đang phải chờ chồng đi lính, và đồng thời thì cũng nhấn mạnh được với chúng ta cái nỗi sầu, cái nỗi buồn đau đớn dài đằng đẵng của người chinh phụ này, đúng nào? Vậy thì các bạn sẽ nhấn mạnh những cái nội dung này và gợi ý với các bạn cái cách mà các bạn có thể phân tích cái nội dung của 8 dòng thơ cuối này thật là chi tiết, và thêm nữa đó là nó sẽ thật là mạch lạc với việc các bạn sẽ phân tích với ba cái ý chính này nhé. Ước muốn của người chinh phụ này, đó chính là gửi cái nỗi niềm của mình tới gió đông, đúng không? Nỗi nhớ của người chinh phụ được tác giả miêu tả một cách rất cụ thể khi mà tác giả nhấn mạnh với chúng ta cái không gian. Và cuối cùng thì tác giả đã nhấn mạnh cái mối quan hệ giữa ngoại cảnh và tâm cảnh. Qua đó thì nhấn mạnh được tâm cảnh, nhấn mạnh được cái nỗi niềm của người phụ nữ khi mà phải chờ chồng đi lính. Được chưa nào? Cuối cùng thì các bạn hãy nhấn mạnh giúp cô, các bạn hãy chú ý giúp cô nếu như chúng ta đang có một bài phân tích hay là cảm nhận 8 dòng thơ cuối này chẳng hạn, các bạn đừng quên những cái thao tác, ví dụ như là đầu tiên trước khi mà các bạn phân tích cái nội dung của 8 dòng thơ này thì các bạn hãy khái quát về đoạn trích trước đã, và cuối cùng sau khi mà phân tích ý thơ xong thì các bạn sẽ có những đặc sắc nghệ thuật, các bạn sẽ có những cái sự mở rộng nâng cao chẳng hạn, đúng nào? Và bây giờ sẽ là một cái phần vô cùng quan trọng. Video tiếp theo mà cô sẽ gửi đến cho các bạn ở trong tuần này chính là cái cách sau khi các bạn phân tích, các bạn cảm nhận thơ, sau khi các bạn chỉ ra những cái sự khái quát về nghệ thuật thì bản thân các bạn cần phải có được những cái sự ghi nhớ. Chúng ta đừng quên thao tác đó là phân tích, mở rộng và nâng cao trong phần cuối. Chúng ta sẽ liên hệ, chúng ta sẽ nâng cao trong phần cuối của thân bài như thế nào. Bây giờ sẽ là cái nội dung hướng dẫn cho các bạn cụ thể về cái ý thơ này. À, cô xin lỗi, về cái ý này ở trong bài viết.